xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Yeah, hôm nay mình ở đây. Địa chỉ là số 42 Song Thành, An Phú, Quảng Hải nha. Tại sao mình đến ở đây? Là một nhà hàng nè, được giới thiệu trên mạng nè. Là tên là Bún Quẩy Phú Quốc nha. Là top 4 quán bún quẩy Phú Quốc ngon lạc ở Sài Gòn. Và hiện nay là có dịch Corona nha, nên nhiều người khó đi du lịch Phú Quốc nha. Và muốn đi mình cũng muốn đi Phú Quốc nhưng mà nếu có người bị nhiễm ở Phú Quốc thì mình sẽ bị cách ly nha. Em không đi được nhưng mà muốn đi du lịch và nhỏ Phú Quốc nha. Em mình sẽ ăn bún quẩy Phú Quốc nha. Đi thôi nha. Con nào ơi. Thôi rồi nha. Mình gọi là bún quẩy mực ống và chả cá nha. Nhưng bây giờ không thấy được nha. Alo. Chắc là nhân bếp là quen nữa. Không sao. Quẩy á. Quẩy là gì? Quẩy. Cô mực ống và chả cá nha. Có vẻ ngon. Và món này là chúng có một điểm đặc biệt khác nha. Là đây, các ăn này là đặc biệt nha. Và cháo này nha, cũng như được. Lúc trước nè, mình bó tắt rồi nha. Và thực vừa nói là cần thêm cay ớt nha, nhưng mình không thích. Em không sao, tiêu là ok. Tiêu. Rắc theo là sự ok đó. Không, chưa không biết là món gì đi này là như thế nào. Ăn có nhãn và vị mềm. Vị này là vị dễ chịu. Ờ, giống như là vị cháo nè. Cái quá là cần thêm sốt này nha. Có vẻ ngon và bún này là đẹp, tại vì là ở đây là bún thưa nhỉ, tại vì bún thưa làm tại chỗ nè, làm ở đây chắc ngon. Chưa hiểu hả? Nếu là chăm hiểu sốt này, vị này là như thế nào? Hơi chua này. Vì nước điều mối ở Nhật Bản nè. Em người mới người Nhật ăn đồ nhảm và không thể thấy ngon nè. Mình nghĩ là cần suất này, tại vì là cái này là món ngầm Việt Nam nè, món ngầm Trung Quốc nha. Em cần đại đổi vì Việt Nam. Xôi bún này là rất ngon, thịt cái táo là rất tốt nha. Sau khi ăn bún này thì mọi người đoán được chăn trâu.
chất này sử dụng nguyên liệu là bột chanh châu. Wow, mềm đấy. Tươi, tươi. Ngon. Cái chua chua ngọt ngọt nha. Chua mà ngọt, nghe ngon. Nhâm biên ở đây là tốt, dịch vừa tốt. Tại vì là bây giờ Shinsuke đang quay video nên làm như thế này. Mình nghĩ là dịch vừa ở đây là hoàn hảo, là thoải mái. À, lúc này là cũng ngon này. Bự quá. Chả cá này cũng ngon nè. Xoài bướm này là giống như là mì xô men nè. Nhiều người Nhật Bản là nhỏ cũng ăn Nhật Bản nên rất tươi và ngon. Phần này là sức giống như là sức mỗi nên rất ngon. Bên Nhật Bản là có mì sức mỗi, mì ramen sức mỗi nên người Nhật chắc chắn nghĩ là thấy ngon và nhỏ. Mì ramen sức mỗi nha. Ăn hết rồi à. Ăn hết ngay. Tại vì rất ngon. Ngon. Và theo Google là ở đây là 402 điểm. Và theo Kazu là bốn trăm bảy điểm nha. Em không năm điểm. Năm điểm thì ok, năm điểm cũng ok. Nếu mọi người đến qua An Phú quận hai thì hãy đến nhà hàng này nha. Đúng quận Phú Quốc. Chắc chắn mọi người thấy được về Phú Quốc nha. Và nếu ăn bữa này thì mọi người nghĩ là ở đây là Phú Quốc nha. Mọi người thấy được tự như đi du lịch Phú Quốc nha. Ồ, nghe hả? Ồ, nghe kiếm biển nha. Và nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Mọi người ơi, cảm ơn đã xem chương trình này nha. Bye bye.